Từ từ thôi, nhột mà. Nhột cái gì? Thế này em thích chết mình xạo hoài. Bình thường dắt người ta đi khách sạn không mà tự nhiên giờ dắt ra đây kỳ cục quá. Thôi, đổi không khí cho nó lạ. Đừng quấy nữa. Trời ơi, đã dữ rồi trời. Đúng rồi, yêu nhau là phải nồng cháy, phải mãnh liệt như vậy đó, nó mới đã, nó mới chướng. Tuyết ghê á. Phải ăn bồ ở nhà, phải vậy thì đâu phải làm ăn, làm bạn với thằng tay trái, thằng tay phải đâu. Đó, phải vậy mới được chứ. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ em gội đầu chưa sạch hả? Hay là mặt em dính gì? À, không phải. Ý anh nói là tự nhiên thấy em đẹp quá. Cơm thì cũng đã ăn xong rồi. Ừ. Nước thì cũng mới uống nãy rồi. Ừ. Em thì cũng mới tắm ra. Ừ. Thơm phức luôn á. Không mấy giờ à. Mấy giờ rồi nãy. Giờ sao? Có cái gì thì anh cứ nói đi, làm gì mà cứ ấp áp uống vậy? Thì hay là mình kiếm cái trò vận động nào vui vẻ xíu nha. Anh bị khùng hả? Em mới tắm ra, tự nhiên kêu em vận động. Ra mồ hôi mồ kê, phải đi tắm thêm lần nữa. Vậy có phải hao nước không? Thôi anh thích á thì cứ vận động một mình đi. Không phải, ý của anh không phải vậy. Cái vận động này á, một mình anh vận động không được, phải hai người mới được. Là vận động kiểu gì? Em với anh có dính với nhau đâu. Thì anh cứ vận động đi. Xong rồi em nhìn, em cổ vũ cho. Cái vận động của đó là nó vậy nè, anh chỉ cho. Bỏ khăn ra đi. Đó, anh nằm xuống. Anh muốn quá, cho anh đi. Anh bị điên hả? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là em không muốn. Sao anh lì quá vậy? Trời, sơ hở là cứ đè em ra. Nhưng mà anh muốn. Sao em ích kỷ quá vậy? Làm mấy chuyện nó bình thường mà. Bình thường hả? Đối với anh là bình thường. Nhưng em là con gái, người chịu thiệt thòi nhất là em nè. Lỡ như xảy ra chuyện gì mà ngoài ý muốn thì sao? Trời ơi, người ta quen nhau một hai bữa là người ta ấy nhau ầm ầm rồi. Không ai như em trơn. Người ta khác em khác. Em nói rồi, cưới hỏi xong đi. Rồi muốn làm gì đó làm. Anh muốn vận động thì vận động một mình đi. Em đi rửa chén. Em. Em. Ê. Nhiêu. Nhiêu bệnh nội mà chứ nhiêu. Nói chuyện không biết chủ ngữ gì ngữ mày. Mày nhỏ đi học không? Trời ơi, dữ quá à. Tôi có tiền tôi muốn nói gì tôi nói chứ. Muốn nói gì nói hả? Mấy tuổi rồi? 18. 18. Được quá à. Được thì sao? Có tiền không? Tiền thì không có nhiều thôi. Có một túi 300 nè. Với lại có thêm cái đồng hồ nữa. Ôi, cái đồng hồ hơi xịn nha. Nhiêu đây đủ cho bà chị. Ồ, vậy qua anh kia. Ê. Sao? Ờ, cái thôi đó. Leo lên. Bữa sao nha em. Thở ra luôn hả? Công nhận nhìn non non vậy mà skill đỉnh ra vậy mà cũng bộ nhà không biết hưởng. Ê, tính ra là bộ biết hưởng nên được hưởng ké hả? Ui mà sướng mà ngồi bà phê đó không thấy hả? Thấy. Ê, tâm sự cái làm gì mà tự nhiên bộ không cho hưởng vậy? Thì gái khó hiểu lắm. Quen nhau bao nhiêu năm rồi, yêu nhau, ở chung luôn, qua nhà luôn. Mà ôm cái cũng không cho, xin hung cái cũng không cho luôn. Nhiều khi đang đi nắm tay cũng giật cái tay lại, không cho làm gì chứ. Vậy cho gì? Không biết yêu nhau làm gì, không biết tình nó tình gì. Tình đồng chí hay sao? Trẻ con. Mà nói tôi hay là bộ tôi? Nói hả hai người á. Thời buổi giờ rồi, con gái phải chủ động người ta mới thích.
Chị là con gái chị biết mà. Một lần được á nha, là người ta ghiền hoài luôn. Làm sao? Chị cứ biết kiếp đi. Sau này á, tôi dắt khách cho bà. Nó đơn giản như vậy luôn à? Ra sao ngu dưới ta, bữa giờ không nghĩ ra. Hay lắm, hay lắm. Cảm ơn nha, tôi về. Trái nữa. Trái nữa hả? Ok, dứt. Lắm. Em xin lỗi mà. Thôi anh xin lỗi đi, anh biết lỗi của mình rồi. Thôi mà đừng có giận anh nữa mà, giận xấu quắc à. Ngồi xuống đi. Em, anh có mua sâm dứa mà em thích nhất nè, em uống đi. Uống đi mà, đừng có giận nữa mà. Thương, uống đi để nó tan nước đá rồi uống không ngon đâu. Uống xong mà nhớ tha thứ cho anh nha. Em tha thứ cho anh đó. Nhưng mà sau này anh đừng có như vậy nữa nha. Em chỉ thích làm chuyện đó khi mà em sẵn sàng thôi. Anh mà ép em như vậy, anh làm em sợ đó. Anh biết rồi, mày mốt anh không làm gì nữa đâu. À, để chuộc lỗi á, anh có mua chai nước hoa này tặng cho em nè. Trời ơi, bạn anh nói thơm dữ lắm. Em xịt thử đi. Hôm nay còn mày đặt tặng nước hoa cho em nữa. Ồ, đẹp chưa? Thơm lắm đó nha. Xịt thử rồi, xịt cổ nè. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Thơm quá à. Em cảm ơn anh nhiều nha. Đây anh cất cho. Để đây nha. Mà anh nè. Hả? Em... Em sao? Ồ, em thấy sao rồi? Sao vậy? Em... Giờ em thấy trong người sao? Em nhìn anh đi. Em kích thích lắm đúng không? Em... anh biết mà. Thôi nằm xuống. Nằm xuống đi. Muốn thì anh chịu. Anh sẽ làm cho em sướng hơn nữa. Giữ làm cái gì không biết nữa. Anh cứ về cũng biết. Mày là thằng nào? Mày... Sao mày ở đây? Tôi hỏi bà mới đúng đó, tại sao bà ở đây nè? À, thì ra người mày muốn hại là em tao hả? Thằng chó. Mày cái gì? Em gái bà đó hả? À, chị làm gái còn em gái thì giữ khư khư cái đó làm cái gì vậy? À, bà chỉ tôi mà. Bà chỉ tôi nước hoa luôn mà, xịt kích thích lên. Toàn là cách của bà thôi. Im đi. Mày biến, biến khỏi nhà ta. Biến. Đi đi, làm gì ghê vậy? Chị thì làm gái, em thì giữ cái đó khư khư. Giữ cái miếng đó làm gì? À thì sau này bán kiếm tiền vậy. Mày im không? Biến, biến khỏi nhà tao. Chị làm gái, em giữ khư khư. Ghê. Thằng chó. Sao? Sao chị nói với em chị đi làm công nhân mà làm gái là sao? Sao chị lại gạt em? Lan ơi, em nghe chị nói. Trước đây chị cũng có làm công nhân thiệt, nhưng mà đột nhiên công ty cắt giảm nhân sự, cho nên là em cũng thấy đó, tiền ăn, tiền uống, tiền nhà, rồi tiền ăn học của em nữa. Chị bất đắc dĩ chị mới phải làm vậy. Em hiểu cho chị nha Lan. Sao chị không nói với em? Em có thể phụ chị mà, em có thể đi làm, em vừa học vừa làm được mà chị. Chị không muốn. Chị chỉ muốn em chuyên tâm cho việc học hành thôi. Chỉ có việc học, sau này em mới có thể nên người, đi làm có tiền với người ta. Không có chịu cực khổ như chị. Em không muốn chị làm cái nghề này. Chị đừng có làm cái nghề này nữa. Chị biết rồi. Sau việc này, chị cũng rút kinh nghiệm. Ngày mai chị sẽ kiếm công việc khác ổn định hơn. Chị hứa, chị không làm nghề này nữa đâu. Chị xin lỗi em. Có sao không? Chị ơi,